Trời má ơi, con ngăn nó khùng khùng, nó đi đâu nữa hả các bạn ơi? Tụi mình quá trời đau bụng luôn á. Tại vì ăn một hào nhãn nó chổng á. Ôi, đừng có làm phiền nó nghe. Ê, 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 để tao đi. Trời đang mưa quá trời luôn. Kiếm ở trong đây nè chị ơi. Tào lao. Ôi, người ta ra đi. Trời, bữa nay là ngày bữa nay là ngày xui xẻo lắm á, tháng 7 nữa. Sao cái bụng dưới vậy nè? Ơi coi trong kẹt á, trời xe không chạy riết nó đóng bụi á, do là dịch nên xe không chạy được á các bạn. Trời tự nhiên ra đây làm gì thôi, đi ra ngoài đi. Ra ngoài đây nè coi có không. Ôi xe đóng bụi quá trời luôn. Chắc có chìa khóa. Mình đau bụng thiệt sự luôn á. Anh Ken mới bị kiến lửa cả. Ôi anh Ken mặc cái phần quét sáng vậy. Cái gì vậy? Ôi má, em đạp. Ôi ơi, ai để cái ghế đây hả? Ai để ghế đây kỳ vậy? Ôi, sao đi? Ủa, bích đường rồi. Đâu? Mày đáp ở đâu đi? Ủa? Ở đâu á? Đi có chừng chân anh kìa em. Ủa, nó ở đâu á? Dạ, mày không muốn xe em đang ngồi, mày bảo cái xe nó vậy? Ít. Trời. Trời nó đang mất tiền. Bà nội gỡ ngồi banh ra giờ đi vô la nó quánh mày chết cái cổ ướt nhẹp luôn, bà nội ra tấm mưa vậy. Nghe mày đi. Trời trời. Mày khùng. Cái biển của xe trung chuyển đó. Ôi là trời. Ôi là trời. Má, má. Đậu bớt chưa kìa. Trời ơi, vô nhanh lên đi. Trời ơi, không đi vô nó ra đây làm gì bà đi. Trời đau bụng thiệt luôn, ăn một tấn giải. Ủa lộn, tấn nhãn á. Hồi chiều mình với anh Candy bẻ nhãn á, cùng mình còn té cái ớt nữa các bạn. Tao đá một cái bay tới cổng rồi tin không? Ôi đau bụng quá trời. Trời ơi, canh nó đi cho chị đi ẻ. Cái giờ chị không hỏi rồi. Mình đi vô nhà đi ngân ơi. Cái gì mà nước không à. Trời ơi, trúng thật á. Ơi sao ban đêm cái con mắt con chó phát sáng anh Ken ơi. Chuyện lạ anh Ken ơi. Ôi ơi, con mắt nó phát sáng anh Ken ơi. Vô ngày này đứng phải con nó nên. Ờ, chọn đi. Hồi chiều tụi mình bẻ một phao nhãn luôn nè. Ôi ôi. Đi tắm đi. Ôi. Ra cho đi ẻ nha. Mày đi dễ đi bà nội ơi. Đó. Mày không cho nó ăn, mày cho nó ăn khô tối ngày là nó dễ đó. Vừa lòng mày chưa? Ôi đau bụng quá. Trời ơi, ăn ơi. Ăn nhiều đau họng nóng trong người đó. Lại mày. Trời ơi, tao nói thiệt, sớm như tao ăn tao đau họng rồi đó. Tối tao trói mày lại đúng không? Mày đi băng băng hoài chứ tao trói mày lại, mày đi ra ngoài đường chứ người ta bắt mày đi cách ly luôn quá. Đêm nửa hôm rồi không có ở trong phòng ngủ mà đi băng băng ra ngoài đường. Ôi đừng ăn nhãn nữa, đây có bánh nè. Nè. Đừng ăn nhãn, ăn miếng đi, ăn làm 7 miếng luôn. Trời ơi. Ăn đi, có gì đói hồi chị vô bệnh. Có thùng mì nè, chị dùng mì cho em ăn. Ở trời mì luôn. Trời rồi bà cứ nợ này, bà ngồi để bà ăn hoài vậy. Ấy, chị đói cái gì vậy? Mày đói cái gì vậy? Ê, trời. Sao đói cái gì mà ăn mà. Thôi tào lao, đừng có nói nữa.
có tí hình này nữa, đói, đừng có ăn nữa trời, đừng có đói. Ơi, bán tiền. Anh bán tiền không? Trời ơi, ai ăn góp miếng bánh vậy? Trời ơi. Trời, anh Yên. Miếng bánh cho cháu cũng chết. Cái đó là bánh hột đậu đó má. Bánh hột đậu. Bánh hột đậu nó giòn. Trời ơi, bánh của tao mày làm như là chó ăn mày dùng có vậy? Hả? Nghĩ sao vậy? Trời ơi, nó mất mũi luôn nhỉ. Mũi luôn nhỉ. Thì kệ mẹ mày. Ôi, Sơn. Tao đâu phải chết á. Trời Ngân ơi Ngân, mày cho tao xin hai chữ bình yên đi Ngân. Mày làm gì hoài vậy Ngân? Ê, mày không biết cầm cái ly, trời nó lại đi. Thôi mày, tao cầm cái ly. Đưa tay lên. Đưa hai cái tay lên. Đưa tay như này. Tay. Chơi 5-10. Alo, chơi bắn tôi xin. Đưa tay lên chơi bắn tôi xin. Không, đưa tay như này chơi bắn tôi xin này. Tí được chơi thì vui. Ê mày bình thường nhìn nữa không? Mày bị điên, bị khùng gì vậy? Đưa tay như này đi. Không, không anh. Đưa tay như này đi. Ê, mày điên gì trời. Ê, mày, đúng, tao đang chơi mày cứ bị tâm thần à. Mày thấy mày có ổn không Ngân? Đang tao biết tao đưa mày đi Ngân. Ngân ơi. Ê Ngân không? Ngân. Trời, bị gì má? Sơ. Đưa tay đây. Còn mày bị gì hả? Ê. Trời ơi, đổ tùm lum kìa. Kìa, đổ bánh tùm lum kìa. Nè. Ủa sao mày ăn hoài? Ăn bụng không đái, ăn hoài luôn á. Mày liếm đi. Trời ơi, ngồi dọc nữa. Nhìn gớm quá à. Hồi nọ đó bà, trong đó bà đi nhanh nhanh ra đi. Bà còn la nữa. Rồi mà đi sàn đồ thay đi Ngân. Mình làm gì quậy Ngân? Thôi nhìn gớm quá má ơi. Mắt gì xinh. Sao lại giùm anh nữa? Trộn mà đã đợi tháo răng. Lấy đồ đi tắm đi. Rồi quên sáng lỡ đâu đèn đồ đâu. Mày lấy ra y phục quần áo nào của mày đưa cho nó mặc đi. Thôi túi ra đi tao lấy đưa mày mặc ngáo. Ê. Ê nhìn đây nè. Ê. Mặc mày ngáo chứ. Nghỉ ăn đi mày ăn nhãn mà hồi lòi con mắt mày ra luôn á nóng á. Cái gì vậy? Ai làm gì mày? Mày là mày ai dám làm gì mày? Ủa có bữa giờ tao mày có đánh nhau không? Không. Sao tay tao tím ra? Chứ mà cắn. Mày cắn tao. Mày mới cắn tao. Bữa Niên té dập chân luôn á ghê chứ. Anh Hoài đừng ăn nữa. Ăn hết thì thôi. Bỏ nó ổn. Ai bỏ đâu để vai anh? Bỏ mới là cái dưới rồi. Đồ bà khùng. Rồi thanh niên giải quyết trong công chuyện xong rồi. Tới công chuyện. Nóng lắm. Nóng mà tại sao đi kia? Cái mặt sưng nói chuyện. Nổi mặt sắc sắc cơ. Nha. Đi tắm đi. Của ai nghe được gọi thì tắt ngang đi. Gọi đi tắm nè. Trời nó bị khùng. Tắm thôi. Trời nhỏ này đứng gì đi tắm. Đi tắm đâu. Trời mấy đứa này để tao nói chuyện cọc với nó. Đi tắm. Wow. Mày đi tối không? Tao
mặn tốt. Nhìn nó no no mắc cự. Bà nội bà đi tắm giùm con, mà ngồi bà ăn nhãn bà bóc bóc lên văng tầm lum hết trơn á. Hiểu đúng như mình vô vậy. Bà cô nội đi tắm giùm con. Trời ơi, sạch chai dầu bông vô con chim. Đi tắm. Trời, như này như là con nít vậy đó. Kêu gần lì hơn con nít nữa, lì như trâu như bò vậy đó. Mày đang giỡn với tao vậy? Mày nói như mấy ngày nay là mày bị dạ, mày giỡn cho tao đi. Cái này đừng có như vậy. Trời ơi, giờ đi tắm thì tôi đứng này tôi coi tôi mệt quá à. Cho tim càng thêm nhói đau cánh hoa tàn.